Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn một cây đàn rất là đặc biệt, rất là ấn tượng. Đó là một cây đàn Việt Nam của nghệ nhân trẻ Hải Hoàng, hiện tại đang sống ở Di Linh, Lâm Đồng. Hải Hoàng thì là một nghệ nhân mới có 26 tuổi thôi, nhưng mà bạn ấy rất là yêu đàn và chịu khó học hỏi để tìm cho mình những cái con đường đi, những cái cách thức làm đàn tốt nhất. Và bạn ấy đã tiếp nhận rất là nhiều những kiến thức cũng như là những cái kinh nghiệm mà khi mà trải nghiệm những cái cây đàn quý, cụ thể ở cái showroom của tôi, thì bạn ấy đã chơi rất là nhiều những cái đàn đắt tiền, những cái đàn hay, và bạn ấy đã tích lũy được cho mình rất là nhiều những cái kinh nghiệm. Và những cây đàn của Hải Hoàng thì càng ngày nó càng hay lên. Ví dụ như cây đàn này, một cây đàn mà Hải Hoàng đã làm gần như là để tri ân với tôi, khi mà tôi cho bạn ấy mượn cái cây đàn Roma Lilos của tôi để bạn ấy mổ xẻ nghiên cứu. Đại khái là bạn ấy thò tay vào đo rồi đạc rồi hệ nan như nào, rồi gỗ rước như là làm như nào cân nặng các thứ. Thì bạn ấy đã làm cái đàn này với cái gọi là cái hệ nan cũng như là cái phong cách của Roma Lilos. Đấy, ví dụ như là ở đằng sau là ghép 4 mảnh. Đấy, gỗ thì là đang sử dụng cái gỗ Santos. Còn mặt trước thì là top spruce giống cái cây của tôi. Cái hoa văn này thì nó không giống, nhưng mà bạn ấy làm một cái cách cũng rất là đẹp, rất là đặc biệt. Đấy. Cái âm thanh của cây đàn này thì nó có cái gì đấy, cũng có một cái chiều hướng giống cái đàn Roma Lilos, ở cái điểm là cái gọi là cái biên độ âm thanh nó rất là rộng, và cái trầm ấy, nó sâu dày. Cái cây đàn này thì các bạn biết là cái trọng lượng của nó khoảng 1,8 kg. Và thông thường những cái cây đàn Việt Nam thì có một cái điểm yếu cố hữu lâu nay, rất là nhiều những cây là bị cái trọng lượng rất là nặng. Thì bạn Hải Hoàng gần đây là bạn ấy có cái cách để bạn ấy xử lý gỗ nó rất là tốt, và dần dần thì cái cây đàn nó bắt đầu nó trọng lượng nó nhẹ lại. Đấy. Những cái miếng gỗ bạn ấy chọn cũng hơn ngày trước rất là nhiều. Bạn ấy chọn những miếng gỗ, tức là tất nhiên là những miếng gỗ ngoại rồi, nhưng mà bạn ấy cũng bắt đầu có cái kinh nghiệm, bạn ấy chia sẻ rất là nhiều. Bạn ấy bắt đầu nhìn và bạn ấy nhận ra được những cái gỗ, miếng gỗ tốt. Đấy, như cái miếng gỗ này là cũng là top 3 A cộng này. Đấy, vân gỗ nó rất là sâu, rất là cảm giác nó rất là săn và nhiều cái vân ngang. Bài chép thì các bạn thấy có thể thấy là nó bung ra nhanh và gọn, cũng ngân nữa. Cây đàn này thì nó có cái giá bây giờ là khoảng 50 triệu. Đấy. Rất là tốt với một cái cây đàn có cái chất lượng âm thanh như thế này. Đàn mặc dù rất là mới, nhưng nó đã ngất rất là khá là già dơ rồi.
ngân rất tốt. Cái chất âm nó cũng cảm giác nó ngọt ngào và nó tình cảm. Đàn Hải Hoàng thì có một ưu điểm là làm đàn luôn tình cảm. Và cây đàn này thì nó có cái gọi là cái độ sạch sẽ nhất định, nó không kiểu nhiều cây đàn mà tầm 5-70 triệu ấy là nó sẽ thiếu cái độ clear, là gọi là độ sạch của âm thanh. Thì như cây đàn này thì chúng ta có thể là âm của nó khá là tĩnh. Ra tôi đã phải trải qua rất là nhiều những cái hãng đàn cũng như là những cái thương hiệu đàn khác nhau, và tôi đã loại bỏ rất là nhiều những cái thương hiệu đàn mà tôi cảm thấy không phù hợp. Đặc biệt là những cái hãng đàn nào mà họ chú trọng nhiều đến cái sự ồn ào, cái sự gọi là cái âm lượng, mà họ không hiểu rằng là thế nào để làm cho một cái cây đàn nó tinh tế trước đã. Một cái đàn nó phải tĩnh, phải tinh tế, thì cái đấy là một cái mà không phải ai người ta cũng nghĩ đến đâu, mà cũng không phải ai người ta cũng làm được. Có những cái hãng đàn người ta chú trọng nhiều hơn đến cái chất lượng âm thanh, về gọi là cái cường độ, người ta bỏ qua đi cái sự sạch và tinh tế của âm thanh rất là nhiều. Và tôi cũng chắt lọc suốt 12 năm nay là tôi đã dần dần tôi đã rút được ra rất là nhiều những cái bài học quý báu về âm thanh. Hải Hoàng thì đang tiến bộ, rất là tiến bộ, và hy vọng trong tương lai bạn ấy sẽ làm được những cây đàn lên đến một vài chục nghìn đô, biết đâu đấy thì đó sẽ là một cái niềm tự hào của cái công việc chế tác đàn Việt Nam. Và xin tạm biệt mọi người. Nếu bạn nào muốn nghe thử âm thanh của cây đàn tôi gọi vui là Roma Lilot Hải thì các bạn có thể qua 28 Trung Liệt, chúng ta sẽ giao lưu. Và xin tạm biệt.